Làm gì bà cũng cho con làm cúng này, con sướng nhất rồi nhá. Con làm gì đấy? Cho ăn đấy. Ê, không thả xuống đấy đâu, nó mất. Ôi trời ơi, con ơi chơi dại. Ôi chơi dại. Ơi, cái mũ của con kìa, con nhìn nó lệch kìa. Cái mũ con đội lệch rồi kìa con kìa. Để mẹ đội lại cái mũ cho nó cân nào. Ê con ơi, khéo rơi. Ê mà cái nhẫn của bà này mất thì sao? Đây. Có cái nhẫn mà. La musique, hein. Avec la bouche. Ah, maman elle est en forme maintenant, elle a sorti l'appareil photo, donc c'est bon. Et ça, c'est un moment aussi à filmer, unique au monde. Anh kêu là chứ nó chạy chỉ có quay con thôi à, đấy còn bố nó nấu cơm không cả. Việt Long ơi pho hả? Ừ. Ui, Việt Long ơi pho mà mò hả vui rồi. Ui, lại là, lại là, lại là. Thả vơ là. Việt Long thấy ba nấu cơm không? Ôi dồi ôi, chơi Thái kiểu này thì... Et ça, ça va repartir ensemble maintenant. Si tu veux que ça reste ensemble, il faut couper un autre son. Et là, ça va casser tout en petits morceaux. C'est ce que je veux. Ah, ok. Con tưởng anh thái nhầm, thế là anh thái đúng kiểu đấy. Con bảo lát nữa nó sẽ vụn hết ra anh bảo. Thái như thế thì nó mới vụn. Nó mới... Hôm nhà mình thì tại có thói quen là có phải đó còn nguyên cả miếng. Thế kệ. Con không phải là người nấu, con mà kệ cho mình nấu. Ui là cơ cơ.